Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đô Khắc Tình. Ông Đô Khắc Tình, đứng dậy. Mặc quần đen mang đỏ, gặp ông Đô Văn Huyên, thôn 4, mặc quần xanh mang đai xanh. Xin mời hai Đô vào giữa sới nghe trọng tài tính xe này. Đề nghị các vận động viên trước khi lên sới thi đấu, chúng ta cởi bỏ trang sức, tránh chảy xước cho các vận động viên. Hàng đội chuẩn bị nghe trọng tài chính xe này. Đối thủ của mình hãy hạ nhẹ xuống. Vâng, vào lúc 0 phút 25 giây, bằng một miếng nhấc bổng, ông Đô Văn Hiên thôn 4 đã thắng. Vâng, xin mời ông Đô Hiên vào nhận lèo.